Okay, thì clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách xác định cây bo mít nha. Thì đa số trên cây bo trên thị trường thì anh em mua mới á, thì cũng không cần xác định chân nha, vì đơn giản nó có ký hiệu trên mặt hết cho anh em ơi. Nhưng mà nhiều trường hợp anh em kiếm cái bo cũ á, hoặc là em mua cái bo cũ trong các ly mà nó nói chung ly gắp sẵn á, ly hãng á, thì nó sẽ không có ký hiệu nha. Nhớ ly của hãng Postmark nha, không có ký hiệu, hoàn toàn không có ký hiệu trên bo nha. Thì trước tiên á, thì đối với cái bo này thì nó 7 hàng chân nha. Thì bo 6 hàng chân á, thì nó cũng sử dụng cái cách tương tự như thế này thôi nha. Thì đầu tiên anh em phải xác định cái chân nguồn nó nha, mình xác định từng chân nha. Thì anh em lật trên cái bo, chân nguồn lúc nào cũng vậy hết, nó đều có hai con tụ lập nguồn, hai tụ lập nguồn lớn nhất trong bo nha. Thì đây qua sẽ qua hai con điện tử 100 ohm, thì anh em cứ xem cuối cùng này qua đây nó tới cái điểm này, nó hàng một con điện tử đây nha. Đây, điện tử đầu tiên luôn, tức là điện tử này nó sẽ qua đây. Đây thì qua đây thì cái điểm này là cái chục chân của tụ nha, cái tụ này là cộng nha. Đấy thì cái chỗ mà nó ở ngoài tụ thì có hai chân cộng trừ, còn chân trừ thì nó có ký hiệu rồi nè, đấy trừ nè, còn chân còn lại không ký hiệu thì nó là cộng nha. Thì khi anh em đã xác định được một chân cộng rồi thì nó nằm ở đây, thì chân giữa là nó là chân GND nha. Thì làm sao biết chân GND? Thì GND lúc nào thì cái diện tích mạch in lúc ở trên cái mạch đấy thì nó cũng nhiều nhất nha. Thì rõ ràng cái chân này nó ăn diện tích nhiều nhất nha. Đấy thì là lực GND nha. Đây tìm được một chân này nè, chân GND tìm được rồi. Thì cái chân này đấy, nó sẽ qua một con điện tử thứ hai nha, nó sẽ qua đây. Đây qua tụ này thì nó sẽ đây, em để ý nha, đây thì nằm phía ngoài là ngay đầu tụ nha, nguồn âm đó là đây từ nè, tức là mình tìm được thêm một chân nữa nha. Còn hai chân này thì nó sẽ qua một con điện tử, nó là 22 kg nha, hoặc là 33 kg đấy, hoặc là 15 kg, 17 kg tùy bo nha. Nhưng mà nếu mà nó hàng chục ký như thế chắc chắn là cái đường là hai cái đường ra tín hiệu âm thanh nha, tín hiệu mic. Thì đây thì hai cái tín hiệu này qua là nó từ trên cái giắc cắm này, cắm đây nó chạy thẳng qua cái chân cái chân này á, là nó qua 458 phách đại với lại mấy cái volume để mình chỉnh bass chép nha. Thì lúc nào nó cũng qua hai cái con điện trở đấy, 22 kg. Cái chân còn lại là cái chân kế tiếp nè, cái chân này là chân mid out nha, chân em mở. Cái chân này nó không có qua cái hàng mấy cái biến trở này nha, để nó chấm điểm, nó chấm điểm cho cái đầu đĩa hoặc là thu âm á. Đấy còn cái chân cuối cùng là chân E nha, tức là chân echo out á. Thì cách nhận biết cái chân, phân biệt giữa cái chân mid out á với lại hai chân tín hiệu còn lại, thì lúc nào nó cũng có một cái điểm hàng nè, cái này nè, chứ có cái giắc cắm để mình kết nối lại tạm sao á, thì mình dễ nhận biết nhất nha. Còn cái chân E này thì mình cũng dễ nhận biết mà, cho mình xác định các chân còn lại rồi, tất nhiên là cái chân E này thì là cái chân echo out rồi. Thế thì đơn giản như thế thôi. Thì anh em nào còn thắc mắc cái gì là cứ bình luận dưới mình sẽ giải đáp nha. Chứ nhiều khi lên clip mình cũng không có nhớ để mà hướng dẫn anh em á. Thì clip này mình kết thúc tại đây nha.